Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bắc Từ Liêm nằm tại phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, phục vụ cho các hoạt động của giao lưu văn nghệ, giải trí mang tính quần chúng của nhân dân. Tuy nhiên, việc phục vụ cho người dân không biết được bao nhiêu, nhưng hiện tại, sự biến tướng của một trung tâm văn hóa lại đang là nỗi bức xúc của chính nhân dân. Theo phản ánh của người dân, diện tích trong sân trung tâm văn hóa và trung tâm thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm từ lâu nay đã biến thành nơi kinh doanh, trông giữ xe trái phép, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động văn hóa giải trí. Ngoài ra, một quán cà phê cũng được xây dựng kiên cố trong khuôn viên của trung tâm văn hóa, phá cả hàng rào để mở lối ra vào riêng biệt. Theo quan sát của phóng viên, khoảng sân của trung tâm văn hóa và trung tâm thể dục thể thao quận Bắc Từ Liêm có đến hàng trăm chiếc xe tải, xe con, xe khách lớn nhỏ đậu quanh trong khuôn viên. Hàng ngày, sân văn hóa có tới hàng trăm loại xe ra vào tập kết ở đây. Chưa kể đến ban đêm, những chiếc xe khách ngoại tỉnh tập trung dừng đỗ tại đây. Quán cà phê thì lấn hết cả vỉa hè, người dân thì phải đi bộ xuống lòng đường. Không những thế, về buổi chiều, các loại xe chở khách có dán logo Nam Định, Mỹ Đình, Thái Bình, Mỹ Đình cũng lấy nơi đây làm điểm đỗ xe, trả khách. Một số người dân bức xúc cho biết, chúng tôi cũng đã ý kiến lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Như vậy, Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bắc Từ Liêm từ lâu nay đã bị biến tướng làm điểm trông giữ phương tiện, kinh doanh cà phê. Dư luận đang đặt câu hỏi, số tiền thu về từ việc kinh doanh này đã và đang chảy vào túi quan chức nào của quận Bắc Từ Liêm? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.